Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Và thưa các bạn, hôm nay bên mình sẽ giới thiệu nhanh đến cho các bạn chiếc máy đang có tại kênh của Việt Thắng. Thì đầu tiên xin chúc tất cả các bạn có những giây phút xem video thật là thoải mái và bổ ích. Các bạn xem video ưng ý máy nào cứ chốt thẳng với bên mình luôn nhé. Gọi điện hoặc là nhắn tin vào số hotline hoặc là số Zalo bên mình đang để ở trên màn hình đó. Bên mình sẽ gửi hàng đến tận nơi cho các bạn kiểm tra hàng, ưng ý thì lúc đó các bạn mới phải thanh toán. Cứ nhắn họ tên, địa chỉ, bên mình gửi qua đường bưu điện các bạn nhé. Còn bạn nào ở gần khu vực công viên Thiên đường Bảo Sơn ở Hà Nội thì có thể qua trực tiếp cửa hàng. Và bây giờ mình xin phép vào giới thiệu luôn. Đầu tiên của video vẫn là những chiếc LG V40 Thinh Quy, với màn hình của nó độ phân giải lên đến 2K+, màn hình tai thỏ, độ rộng 6.4 inch, ngoại hình của nó đều là những chiếc máy hàng zin đẹp 99%. Đó, thì bên mình đang có số lượng cũng khá là nhiều, với RAM của nó là 6GB, bộ nhớ của nó là 64GB. Và chip của nó Snapdragon 845, thì đây là một con máy rất khỏe để cho các bạn chiến game cũng như là cái app hoặc là sử dụng là máy chính được nhá. Đấy, màn hình của nó màn hình 2K cho nên là các bạn yên tâm về độ LED rất đẹp. Đấy, về thiết kế ngoại hình của nó thì giống hệt V50 luôn, màn hình cũng dùng chung với V50 các bạn nhá. Các bạn nào mà màn V50 hỏng thì các bạn mua một con V40 này, các bạn nắp sang đều ok nhá. Đó, giá thì bên mình đang để cho các bạn là 2.300.000, tặng các bạn đầy đủ phụ kiện như ốp lưng, sạc, tai nghe, bảo hành 3 tháng lỗi 1 đổi 1, bao zin, màn hình trắng đẹp không ám, không nêu hình. Tiếp đến nữa đó chính là những chiếc Vsmart Joy 3. Đây, Vsmart Joy 3 hôm nay bên mình lại bắt đầu về thêm được một ít nữa. Đấy, hàng thì tất cả đều là hàng tân trang đẹp đẽ rồi nhá, lưng đều đã được dán skin hết rồi này, đẹp rồi này. Đấy, màn hình đều dán cho nó đỡ xước rồi đây. Đấy, toàn hàng ở trong hãng thôi. RAM 3, bộ nhớ 32GB, pin của nó thì 5.000. Đó, nhưng mà giá thì lại rất là rẻ, chỉ có 1.150.000 thôi. 1.150.000 các bạn đã sở hữu một con pin 5.000, và chung quả pin nó cũng gần bằng tiền máy rồi. Đó, chưa kể là màn hình to, máy thì vẫn còn dùng ok. Tặng thêm các bạn một bộ sạc và một tai nghe, bảo hành 3 tháng lỗi 1 đổi 1 các bạn nhá. Đó, máy này mà các bạn dùng làm máy phụ, máy chính cũng dùng được. Mình nghĩ RAM 3, bộ nhớ 32GB, nếu mà để xem YouTube, Facebook, Zalo, gọi video các kiểu thì quá mượt luôn các bạn nhá, rất ok. Tiếp đến nữa sẽ đến đó là những dòng của S20 Ultra phiên bản Mỹ. S20 Ultra phiên bản Mỹ, hàng thì bên mình có cả hàng đẹp lẫn hàng phẩy. Đấy, nhưng mà chắc chắn với các bạn 100% nó là zin nguyên bản các bạn nhá. Đó, màn hình trắng sáng không ám, hồ không lưu hình, RAM 8GB, bộ nhớ của nó là 128GB, chip Snapdragon 865. Đấy. Pin thì là 5.000, camera zoom 100x, màn hình của nó là 6.9 inch, độ phân giải của nó là Dynamic 2K+. Máy thì hoàn toàn ngoại hình của nó đều là màn hình của nó đều trắng sáng không ám, hồ không lưu hình. Một SIM vật lý, một eSIM các bạn nhé. Hiện tại hàng đẹp, hàng đẹp tức là cái hàng nó đẹp tầm 98-99%, nó có xước nhẹ phe phẩy lông mèo, thì bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 6.3 triệu. Đấy, 6.3 triệu. Còn những chiếc máy mà ngoại hình nó kém sắc hơn một chút nhưng mà vẫn đảm bảo cho các bạn là màn hình trắng sáng không ám, mồ không nuôi. Đấy, thì ngoại hình của nó thì có thể là nó xước nhẹ phe phẩy hơn một chút, đây nó tầm khoảng 95-97%. Đấy, thì bên mình sẽ bán cho các bạn với giá của nó là 6 triệu, rẻ hơn hẳn 300.000, nhưng mà nó không phải là xấu hẳn đâu các bạn nhé. Đây là vết bẩn thôi, đây vết bẩn này. Đấy, mình lau đi ra sạch luôn. Đấy, máy thì vừa mới về, bên mình còn chưa kịp lau chùi cơ, mới chỉ test qua các chức năng thôi, rất ok, màn nước của nó đều đẹp. Đấy. Đấy. Đấy, nó có hơi xước tí xíu thôi. Đấy, các bạn có thể lấy mực đen các bạn tô vào thì nó sẽ không nhìn thấy vết xước luôn. Nhưng mà đó là chỉ là những cái để gọi là cho nó đẹp nước sơn hơn thôi. Còn thực chất của nó thì vẫn là cái chất liệu của nó. Đấy, độ zin của nó zin từ A đến Z luôn. Từ màn hình zin, không có ép kính, không có đánh kính, lưng thì lưng zin, không có thay hoặc là sửa chữa gì cả. Viền khung của nó vẫn là zin nguyên bản, cho nên là sóng sánh rồi cũng như là độ bền linh kiện nó rất là cao nhá. Đấy. Đấy, không có cấn móp gì nhá. Đấy, giá thì là 6 triệu cho hàng phẩy. Đấy, rất là nhiều. Đấy. Nói chung là nó chỉ gọi là xước do dùng
ốp thôi các bạn ạ. Đây này, nói chung là tương đối đẹp. Mình theo như mình thì mình thấy những chiếc máy như thế này là thuộc diện hàng đẹp. Đấy, rất đẹp nhá. Giá chỉ có 6 triệu thôi các bạn. Đó, đó là những chiếc S20 Ultra phiên bản Mỹ 2 sim. Nói chung là S20 Ultra phiên bản Mỹ là khá là hot, bởi vì cái giá thành của nó rất là phải chăng. Với cái cấu hình của nó thì nó lại rất là cao, pin khỏe, màn hình lại đẹp nữa. Đấy, mình nghĩ S20 Ultra bây giờ rất là đáng đồng tiền bát gạo để cho các bạn sở hữu cũng như là trải nghiệm. Đấy, tiếp đến nữa sẽ nói đến đó là một chiếc máy hàng Việt Nam đi. Đây là một con Samsung A14 hàng còn bảo hành chính hãng đến ngày 23 tháng 5 năm 2024. Con máy này mới sử dụng được có 2-3 tháng thôi. Mới chỉ sử dụng được 2-3 tháng thôi nhưng mà khách chủ yếu là cầm cắm. Đấy. Con này thì nó là hàng nước rồi, đẹp tầm khoảng 99%. Đấy. Thì bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 2.9 triệu. Máy mới thì các bạn đi mua của nó là 3.9 triệu. Đấy. Còn hàng lướt đấy, thì các bạn rẻ hơn được 1 triệu nhá. Thì các bạn tùy nhá. Nó có ốp lưng, có sạc, có dán màn hình. Đấy, tặng luôn các bạn cái tai nghe nữa đấy. Đấy. Giá chỉ có 2.900.000 thôi. Màn to, máy nói chung là hàng siêu lướt rồi thì không còn gì để nghĩ về chất lượng nữa. Máy thì khách dùng rất ít, chủ yếu là vào cầm cắm thôi. Đây máy cắm hết hạn mình bỏ ra thanh lý thôi. Tiếp đến sẽ nói đến đó là một cây lốt 10 Plus. Mình cũng không hiểu tại sao mà lốt 10 Plus khá là nhiều fan. Đấy, họ rất là thích cái ngoại hình của lốt 10 Plus cũng như là màn hình của lốt 10 Plus. Đấy, trắng sáng rồi Dynamic 2K+, rồi RAM zoom của nó cũng cao. Đấy, đây là bản Hàn, RAM 12, bộ nhớ 256, vẫn đang chạy ROM gốc, chưa chạy lên 2 SIM. Các bạn nào thích lên 2 SIM thì bên mình sẽ hỗ trợ chạy lên 2 SIM. Còn các bạn nào mà không thích chạy 2 SIM vẫn cứ muốn để ROM gốc thì cứ để ROM gốc thôi. Đấy, hiện tại ROM gốc của nó đang là 1 SIM, hỗ trợ sóng 5G, RAM 12, bộ nhớ 256GB. Ngoại hình của con này thì là nó có xước nhẹ. Đấy, nó có xước nhẹ phe phẩy thôi. Đây, xước nhẹ phe phẩy này. Đấy. Còn lại là đẹp, còn lại là đẹp luôn đấy các bạn này. À, nó chỉ xước nhẹ ở hai cái góc thôi. Đấy. Còn lại đẹp nhé, màn đẹp, lưng đẹp này. Màn trắng sáng không ám, ngủ không lưu hình này. Bút của lốt 10 Zin bây giờ thì hầu như đều đã không còn chụp ảnh từ xa nữa các bạn nhé. Bút của lốt 10 đến lốt 10 Plus nó chỉ có thể là cho các bạn là vẽ vời dùng rồi các kiểu thôi, chứ còn cái chụp ảnh từ xa là bây giờ các bạn phải đi thay pin. Đấy, đi thay pin thì hiện tại là bên mình cũng chưa có công nghệ thay pin của con này, thì không biết là ở các cửa hàng hoặc là các chỗ khác cao siêu hơn nó sẽ như thế nào. Đấy, nhưng bên mình bán cho các bạn với tình trạng nó là zin 100%, bút zin 100%, chưa thay pin cũng như là không phải là bút mua ở bên ngoài các bạn nhé. Đấy, hàng đi theo máy có sao, bên mình bán cho các bạn như vậy. Và bảo đảm với các bạn cái bộ phận quan trọng nhất chính là cái màn hình của đấy, chính là cái màn hình này nó sẽ trắng sáng, không ám ngố, không lưu hình. Đặc biệt zin nguyên bản 100%, không đánh kính, không phích ám, không ép kính. Đấy, để cho các bạn biết về độ zin nhá. Đó, và giá thì bên mình đang để cho các bạn cây máy này với giá của nó chỉ có 5.900.000. 5.900.000 các bạn nhá. Đấy, bản Hàn, máy đẹp tầm 98%, nói chung máy đẹp 98%, nguyên bản 100% luôn các bạn nhé. Tiếp đến nữa sẽ nói đến đó là một cặp lốt 20 phiên bản Hàn. Đó, hàng hôm nay bên mình về mới chỉ test qua thôi, chứ chưa lau chùi gì cả này, giấy các kiểu này còn chưa bọc hết luôn này. Đấy, máy thì hôm nay có hai cây máy màu lâu, ngoại hình của nó thì là hàng zin đẹp tầm 98%. Đấy, 98%, màn hình trắng sáng, không ám, không ngố, không lưu hình. Máy thì một sim. Đấy, sim hỗ trợ sóng 5G. RAM của nó là 8GB, bộ nhớ của nó là 256GB. Đó, và giá thì quá là hạt rẻ, 4.800.000 để sở hữu lốt 20. Mình nghĩ cái con số này thì mình nghĩ là lên trải nghiệm lốt 20
Đấy, giá chỉ có 4.800.000 thôi. Bút biếc của nó thì chắc chắn là vẫn còn đầy đủ pin rồi, chụp ảnh rồi cũng như vẽ vời thì vẫn còn đầy đủ hết nhá. 4.800.000, bảo hành 3 tháng với 1 đổi 1 và tặng đầy đủ phụ kiện. Tiếp đến đây là một chiếc Samsung A73 hàng 5G, máy này là hàng trả bảo hành. Đó, có lịch sử ở trong hãng là đảo main. Đấy, đấy là mình có như nào bên mình sẽ nói với các bạn như thế, bởi vì bên mình đã check máy và đây là tất cả những máy bên mình đều mua ở trong hãng ra. Đấy. Đấy, mà có tình trạng là đảo main các bạn nhá, tức là trước đấy là máy lỗi main thì ở trong hãng họ sẽ đảo main từ một con ngon sang cái con máy lỗi để cho các bạn dùng. Đấy. Và các bạn yên tâm là ở trong hãng bảo hành không thể làm một bằng ở ngoài như bọn mình được. Như ở ngoài này bên mình có chế độ bảo hành 3 tháng lỗi 1 đổi 1, nhưng ở trong hãng ấy, ví dụ như cái lỗi nào nó nặng họ sẽ đảo main. Đấy, hoặc là còn những cái lỗi nào ở phần màn hình thì họ sẽ đảo cả vỏ cả màn cho các bạn giữ lại main. Đấy, nó là cái bảo hành ở trong hãng nhé. Còn bảo hành ở cửa hàng mình 1 đổi 1, không có đảo, không có điếc gì cả. Đấy, nhưng mà các cái hàng này thì các bạn dùng thì không khác gì máy mới nhá. Đấy, viền viếc vẫn còn siêu này. Đấy, đặt main này. Đấy, lưng liếc của nó vẫn là lưng zin này, main của nó là một con main khác này. Thì các chắc chắn rồi, main khác thì nó sẽ không trùng với email ở lưng các bạn nhá. Đấy nha, rất đẹp. Đấy, ngon lành cành đào. Bên mình đang để cho bạn giá là 5.600.000 nhá. 5.600.000, rất rẻ. Máy đầy đủ tất cả chức năng, tất cả chức năng đều ngon lành. Đấy. Tiếp đến nó là một cây 6S 1.400.000, bản 32GB. Ngoại hình của nó thì là zin, pin thì đã thay rồi 100% rồi, các bạn về chỉ việc sử dụng thôi. 1.400.000. Tiếp đến là một cây Vivo i21. Vivo i21 RAM của nó là 4, bộ nhớ của nó là 64GB, RAM 4+1, bộ nhớ 64GB. Bên mình đang bán cho các bạn giá là 2.300.000. 2.300.000, pin 5.000. Bọn này thì dùng cực kỳ là thích luôn, không bao giờ phải lo nghĩ về pin. Soli X5, đây Soli X5 đây này, dòng máy hạng sang mà giá thì lại giá hạng bình dân đây này. Đấy, Soli X5 này RAM của nó lên đến 6GB, bộ nhớ của nó là 64GB và nó chạy con chip Snapdragon 855. Đó, màn hình thì đẹp lung linh luôn, ngoại hình của nó thì đẹp 99%. Đó, giá bên mình đang để cho bạn chỉ có 2.600.000 thôi. 2.600.000, máy 1 SIM các bạn nhé. 6S Plus 1.600.000, vỏ xấu, xước sát nhiều. Được mỗi cái đó là màn zin, main zin, pin thì phải thay cái chắc rồi. 1.600.000. Đây, một con Vsmart Line 4 đây. Vsmart Line 4 hàng full hộp. Máy ngoại hình của nó là zin đẹp luôn. Đấy, có ốp này, đầy đủ phụ kiện sạc cũng như là cáp với tai nghe trong hãng này. Đấy, Vsmart Line 4 này. RAM của nó là 6GB, bộ nhớ của nó là 64GB. Đấy, chip Snapdragon, đây mình đọc ở bên ngoài đây. Đấy, chip Snapdragon này, camera 48MP này. Đó, máy của Vsmart. Bên mình đang bán cho bạn giá chỉ có 2.200.000. Đấy, quá rẻ. Không mua những con máy này thì chờ những con máy nào, phải không các bạn? Đó. Vậy là hôm nay bên mình đã giới thiệu xong những chiếc máy đang có tại kênh. Ngoài những chiếc máy này ra, bên mình vẫn còn khá là nhiều máy khác. Ví dụ như là chiều nay là sẽ về thêm là iPhone 11 Pro này, iPhone 8 Plus này, iPhone 12 Pro còn bảo hành chính hãng này. Đó. Đây là lịch của chiều nay về. Thì các bạn nếu mà cần thì cứ chat Zalo với bên mình sẽ cung cấp đầy đủ thông tin hơn nữa. Bây giờ thì mình xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.